Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Suy niệm. Cắt tỉa là điều kiện cần thiết để cho cành nho có thể sinh nhiều hoa trái. Nếu cành nho không được cắt tỉa, nó sẽ không cho nhiều trái. Mà nếu có trái, thì trái nho cũng chẳng ra gì. Vì thế, để cành nho có thể sinh nhiều hoa trái, thì ông chủ vườn nho phải cắt tỉa các cành nho. Ông cắt tỉa để cho cành nho sinh nhiều trái hơn. Thánh Gioan sử dụng hình ảnh cây nho và cành nho để diễn tả sự hiệp nhất giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Chúa Giêsu là cây nho và các môn đệ là cành nho. Chúa sử dụng hình ảnh ông chủ cắt tỉa cành nho để khích lệ chúng ta là môn đệ chấp nhận để cho mình được cắt tỉa và trổ sinh nhiều hoa trái. Lạy Chúa, nếu chúng con không được cắt tỉa, thì giống như cành nho dại không thể trổ sinh hoa thơm trái ngọt. Xin cho chúng con sức mạnh để có thể chịu đựng được sự đau đớn khi bị cắt tỉa, để sau khi được cắt tỉa, chúng con sẽ trở nên những người hữu ích và góp phần mình làm cho nước Chúa ngày càng thêm đông. Amen.